VIP, dẫn đầu xu thế thẻ. Con cha vị ôi lòng đào mới, ngon đào mộng. Bài mình đủ hay. Quyết tâm là cái là ok đó. Bài mình đủ hay, enjoy là được. 1, 2, 3, yes. 2, 3, yes. Lên, lên. Khô giáo đi anh em. Khô giáo anh em. Yeah. UK. UK. Đập mũi hả? Khô giáo. Đập mũi, dê cái đập mũi. Mũi sữa hay mũi thịt không? Có máu là có, có máu là có đỏ. Mày. Đập nó bị choáng. Sorry. Chỗ này là mũi thịt nha. Mũi giả là nó đầy đi luôn. Nó quéo cái sổ lên rồi. Sorry. Bật mí nha. Eo ơi, ổn không? Ổn, nó hơi choáng thôi. Cũng à. Tương đối đồ thôi. Anh chỉ biết gãy hát không được, nhảy không xong. Nãy giờ thấy tụi anh cũng làm quá đó, mà cũng không thứ hạng, mà cũng không có như mình ao ước. Cho nên thôi giờ thôi im. Cũng nhục vậy chứ. Không biết giờ bàn là bàn cái gì. Công nhận là chơi chương trình này xong mình thấy mình trẻ ra luôn á. Anh là thấy trẻ ra đúng không? Trẻ luôn mà. Không thấy hợp lý mà. Mà công nhận mấy anh có cái cách nào mà mấy anh em rất nể anh. Mấy anh trong đội anh rất nể anh luôn. Gì hả? Thiệt. Nó nể mà giống như là nó coi một người anh á, rất là hay. Anh chỉ có một cái kim chỉ năng đội trưởng là đi phục vụ mọi người. Rất là tốt, feedback toàn tốt không à, cảm giác ghê lắm, cảm giác nó giống như là cụ này cái kiểu không? Là anh trường sinh nè, đại ca cái kiểu, cảm giác ghê. Yeah. Anh thấy sao chứ anh không có đặt nặng là đi như nào, nhưng mà anh thấy vô chương trình này anh có được mấy đứa em thích lắm. Anh thích lắm. Hợp lý. Vô vui. Đang quay nãy giờ rồi. Đâu đang quay đâu. Quay nãy giờ rồi. Không quay đâu, nãy giờ đang quay. Anh nghe có đang quay không anh? Ủa? Đang quay mà. Trời ơi. 1, 2, 3. Ok, bây giờ vấn đề bây giờ là đúng như những gì mình đã dự tính. Nghe cái nổi da gà luôn. Đó, bài đầu tiên mình top 1. Bài 2 á, nãy mình có thăm một cái thông tin là top 1 với top 2 không có cách nhau lắm. Sao vậy anh? Anh Hồng có chuyện rồi. Vậy. Được luôn anh. Cùng team mà. Được quá. Được luôn anh em hết. Anh team nào vậy? Ủa? Trước mà anh em mình cùng team nè vậy này. Tiếp. Ok. Nhưng mà top 1 với top 2 là không có cách nhau mấy. Mà em thì em đang đoán là thi sĩ đang top 2. Anh cũng đoán thế. Em đoán thi sĩ top 2 nên là nếu mà thi sĩ mà muốn lật ngược thế cờ thì chỉ có cách là phải du, phải thắng mình. Nên là ít nhất mình chỉ cần thứ hai là mình đã team mình vô hết, team mình vô hết thứ hai thôi là được. Nhưng mà chắc chắn phải ăn thứ nhất luôn cho nó thuyết phục. Đúng rồi. Anh em mình cố gắng thứ nhất luôn. Đủ sức để nhất. Enjoy là được. Bài mình đủ hay. Quyết tâm là cái là ok đó. Bài mình đủ hay, enjoy là được. 1, 2, 3, yes. 2, 3, yes. Lên, lên. Khô giáo đi anh em. Khô giáo anh em. Yeah, UK. Đập mũi hả? Khô giáo. Đập mũi, dê cái đập mũi. Mũi sữa hay mũi thịt không? Có máu là có máu là có đỏ. Mày. Đập nó bị choáng. Sorry. Chỗ này là mũi thịt nha. Mũi giả là nó đầy đi luôn. Nó quéo cái sổ lên rồi. Sorry. Bật mí nha. Eo ơi, ổn không? Ổn, nó hơi choáng thôi. Như, có đổi không? Bây giờ đoán nha. Trong nhóm này có một anh trai nói rất nhiều. Biết luôn rồi đấy. Biết luôn lại. Team Negip hả? Tôi thấy có Negip là nói nhiều nhất rồi anh. Sao vậy anh ơi? Nói thế biết ngay mà. Bé ngồi đây mà. Thì đó là Phạm Đình Thế Ngân à. Xin mời. Yeah. Chơi thôi. Skill the best. Cho con gấu hả? Trời ơi, Dương Đô Mít. Sao lại có Dương Đô Mít ở đây nữa? Yeah. Chiếu vô đầu. Yeah. Cảm ơn mọi người nha. Yeah. Cùng anh hello 8 thứ tiếng nha. Okay. Mọi người có mệt không? Còn sức để hello tiếp nha. Nhưng mà mọi người có bốt nhiều không? Ngủ nhá. Cưng quá. Hoàng thượng xuất hiện. Mèo. Chết rồi. Buồn ngủ quá. Ngủ lắm luôn ý. Anh sắp sập rồi. Cứu với. Cứu tôi. Ok. Các bạn bình chọn cho 4 chàng trai. Hãy đăng du ghi tốt nghiệp.
buồn ngủ quá. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Xong tối về là ngủ thiệt ngon. Ôi thương mấy anh em quá, quậy quậy tới sáng luôn. Anh sập lắm rồi ấy, anh thề luôn á. Khó lên. Hôm nay tối về ngủ thiệt là ngon. Chú uống trà sữa. Dạ không, để em uống sữa không được. À uống đi anh, uống đi. Kiêng à, kiêng à, phải kiêng. Dạ em mười mấy năm nay em không uống sữa. Trời ơi, uống sữa tốt bao nhiêu mà sao lại. Trời ơi, hồi trước em học cấp 3 đó, ngày em uống phải 3 ly trà sữa. Mà ly bự, chân trâu nửa ly. Nhưng ý là chú cũng không uống luôn dạ, đó. Dạ từ sau cấp 3 là em không uống sữa nữa. Trời ơi, sữa nó toàn chất tốt không á? Em chỉ uống sữa đậu nành với sữa hạt thôi. Ờ, sữa đậu nành cũng ok dạ. Nhưng mà nên uống nhiều sữa chứ. Sau này nó tốt cho xương á. Hồi nhỏ em uống sữa nhiều lắm. Như tôi, già rồi, xương khớp đông nhất. Anh già gì, anh hơn em có 6 tuổi. Một nửa giáp rồi. Không để đứng nhiều bị đau lưng. Bắt đầu thấy. Ôi hôm qua em nhảy cái em trẹo cổ đó, hôm qua phải đi massage trước khi tới đó. Ờ lúc mà Trung nhảy anh cũng thấy là có một vài đoạn Trung bị hơi bị trông chênh. Em bị đơ đó anh. Em bị trặt cổ luôn mà, hôm qua em phải đi massage trước khi em tới đây đó. Anh em mình hy sinh quá nhiều vì chương trình. Mà vẫn còn đang hơi đơ nè. Còn gì để mất nữa đâu anh? Bây giờ là mình cứ chơi hết mình thôi là được. Còn gì nữa ở đâu dạ, mà khóc với. Trời ơi sao. Đừng lo. Có tụi em ở đây mà. Ờ. Anh lo gì anh không hề lo gì luôn á. Gương mặt của anh nó anh đừng lo anh luôn ơi. Anh lo. Tôi thấy anh lo. Cái gương mặt anh được khi không là top 1 là nó hằn lên cái sự bần bật. Anh không lo. Thiệt. Anh nghĩ đi, bây giờ 8 đứa mình không điểm. Nếu mà về thì cũng về 6 đứa trong 8 đứa này chứ mọi ai. Mọi người không hiểu anh đâu. Quá đông vui mà. Tại vì mọi người quá hiểu anh mà. Anh đang đói nè. Em buồn ngủ quá anh xin ơi. Anh buồn ngủ nữa. Trời ơi. Sao hôm nay dài dữ vậy? Ờ. Ôi. Không dài thật đấy. Em ơi xong rồi đừng bảo là lấy này xong rồi lại 10 giờ nữa. Bây giờ 19 giờ thôi. Ung lên. 4 tiếng nữa. Bây giờ? 9 giờ. 4 tiếng nữa là chưa xong gì đâu anh. Nãy từ chắc cũng phải 2 giờ mới xong thôi. 1 giờ rưỡi. Nãy giờ ăn được cái bánh gì đây nữa. Quá. Được như này nha. Và trong phòng kia anh em ăn. Vậy xong ăn cho lên cái bụng rồi dần ăn nữa lên nữa. Nóng. Đều anh thề luôn anh cũng buồn ngủ dã man rồi đấy. Bây giờ mà anh nằm xuống là anh ngất luôn á. Chứ là hồi diễn đói lắm chịu không nổi đâu. Cái đâu ông nào buồn ngủ. Thôi đi ăn đi. Đi ăn đi. Đói quá. Ông đói lắm, đói chịu không nổi đâu. Tại em đang nghĩ cái câu gáy. Gáy đét luôn. Gáy mày. Em cứ gáy đi để lát nữa xong rồi anh gáy sau. Có gì ăn ông chết mất. Trời ơi. Ngáo lắm rồi. Trời ơi. Ngất luôn đó trời. Không lạnh lắm mà người nó cũng hơi người anh hơi ốm ốm á, người hơi mệt mệt á. Ừ, người nó nóng qua nên toàn uống Efferang liên tục phải không? Người nó bị thiếu ngủ quá nó không hồi sức được á. Biết phải làm sao giờ vì trong tim chỉ mơ về em. Yêu nhiều nên mong được có em từng đêm. I love you. I love you. Hello, 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 hello. Yêu mọi người rất nhiều. Mọi người tắt hộ em cái máy này với. Ở lần sau nhá, hay lấy cái bao không? Xin lỗi. Ngày đẹp trời mây xanh nắng vàng, anh gọi em để nói hello. Ok. Thôi lấy anh nhá. Lấy anh nhá. Hết rồi. Cảm ơn mọi người. Bắt tay cái. Cho cái này lắm nhưng mà rắc co. Bây giờ tôi xem. Nó phải nằm ở đây. Hãy bình chọn cho hello nha. Lấy áo không? Lấy áo không? Hồi nãy nó rớt ra cái phải nhảy né. Lấy cái tay qua bên này. Bye, cảm ơn mọi người nha. Bye bye. Nhìn mì cũng hấp dẫn nhở.
Là mì hôm nãy anh gọi ba tô không chịu ăn nên anh phải trả lại hồi lại một tô. Anh ăn anh ăn cả mì nữa hả? Ừ, ăn đọt ngon không? Cơm ngon ha. Cơm ngon xuất sắc. Miến đợi. Miến dở ha. Ăn tính đợi. Ủa là anh hồi lại tô mì của em tính mà. Đợi hả? Không. Đủ. Anh các em ơi đói quá từ sáng giờ anh chưa ăn gì luôn á. Tụi mình ra diễn rồi kìa. Bình thường. Diễn á. Anh đi, anh đang ngồi đây nè, anh đi. Cơm không? Cơm gì không? Cho anh miếng nước mì coi. Anh uống miếng nước mì coi. Hết bò rồi, sorry em. Không, em ăn trứng. Mỏ hổm Thái Ngân. Như trình này có mỏ hổm Thái không Ngân. Không có. Tuyệt vời. Trời ơi. Anh nói thì anh tụi em hát xong là anh muốn đi qua anh kia anh phỏng vấn liền. Để anh phải, gọi là anh phải thể hiện cái sự cái sự cuồng nhiệt của anh với tụi em. Quá đã. Trời ơi, tự nhiên mọi người diễn mà em như tôi diễn vậy đó. Vậy mới ra tinh thần nhóm trưởng chứ. Đúng rồi. Chứ mà anh nằm bên này anh ngủ rồi em về em chết với em. Ý là em đánh đòn ảnh hư hư. Mấy đứa mà đã biết mà mình mà kiểu mình chiều nó cái nó hư vậy đó. Chiều riết nó hư. Nhưng mà ngày hôm nay chưa có cử matcha nào hết. Trời này trễ quá không matcha là mai khỏi dậy. Rồi ngày mai. Ngày mai quay chia đội tôi matcha cho anh ok. Thấy không, tôi nói tôi nuôi nhiều người lắm mà mọi người không tin. Anh nhưng mà, nuôi hết khoan, rồi. Nhưng mà tôi không có danh phận. Những người anh ta nhắc tên không có tên tôi. Đây đây, quay hỏi Đu lý do vì sao, Đu nói tại là sao. Lý do hết. Tại sao? Tất cả những người anh ấy bao nuôi ấy, họ đều có một cái mỏ rất là dẻo và dịu. Đó. Còn anh. Mỏ hổm. Anh xem là anh đi. Nhưng mà anh thật mà. Người ta thích nghe ngọt cơ. Thì sao? Thích giả tạo hả? Thật thì không có danh phận, bây giờ làm sao? Ôi, anh chọn gì rồi? Mình phải đổi cái nết mình lại. Thôi được rồi, anh xếp mãi đỉnh. Giả tạo em thấy không? Nghe nó không, đó nó không chưa đâu có được đâu. Anh thì anh chưa thành tâm mà. Gọi là anh đi sát đến với anh không phải là vì những cái ngọt ngào đó. Vậy hả? Em tự tin vậy luôn hả? Ok, tại vì lỡ mang tiếng là đàn anh rồi thì phải nuôi thôi. Chứ bây giờ mỗi đứa tính mà, đâu có bắt tụi nó giống nhưng nhau. Nhưng mà nuôi được, thiệt không? Nha, kiểu là than đói bụng với khát nước là mua liền. Chuẩn luôn. Đã. Rồi. Khoan, nuôi từ cái lúc mà khát Liên Quân. Khác liên từ quân, liên quân một nó, mà bây giờ nó từ liên quân nếu qua tôi vẫn nuôi tiếp. Liên quân một mãi đỉnh rồi, nhiều khi là dòng sau nó qua liên quân khác tôi vẫn phải nuôi nó. Bởi vậy nó cứ tới gặp tôi là anh Sái ơi, matcha em đâu, matcha chòa xanh em đâu, gỏi cuốn em đâu, gỏi cuốn em đâu, trời ơi. À, tôi cũng đói quá thiệt ạ. À. Tôi cũng đói lắm. Tiêu Minh về học Hùng Huỳnh rồi trước khi đó diễn nữa đó nhỉ. Hôm qua ấy, tụi em đứng ấy kiểu cái màn hình nó đang hai bên xét hai cái sừng kiểu trông đỏ lừ không. Xong rồi em nhìn kiểu em đang quay lưng vào khán giả mà em nhìn mặt. Hả? Ui. Mày làm gì em mình ơi? À. Em hay làm vậy để em lấy năng lượng á. Phải trợn mắt lên. Không nhìn thấy lòng đen đâu luôn. Một thằng không, đối với anh nó là một thằng không có biết diễn luôn. À, nó thật cả dưới sân khấu và nó thật lên trên quần à? Sân khấu. Ừ. Nghĩa là nó luôn trong trạng thái là nó thật á, có nghĩa là em bị real ấy. Yeah. Yêu nhỉ. Trời ơi dễ thương quá, meo meo đầu. Dễ thương. Thấy chiêu trò, chiêu trò. Anh em vô đây quá. Mê chưa? Ờ, mê chưa? Dạ. Bị cái. Mê không? Mê không? Trời khỏe vậy? Mày dễ hôn quá nha. Chị tôi coi chắc chị tôi vui dữ lắm. Mê cảm ơn mà. Hay quá. Y chang Hàn Quốc luôn á, rất đẹp luôn. Thế con mèo này với cả tôi, em chọn ai? Em chọn... Có chọn quá. Ủa em... Ôi, em chọn ai, chọn ai, chọn ai. Em có chọn đúng không? Chọn ai. Tôi thấy em đi trên đấy em quên hẳn tôi luôn. Em quên hẳn nhóm 19-10 em đã từng khóc như nào. Thì ra không có tụi tôi bên cạnh anh làm mấy cái trò này. Không phải, không phải. Như là Hàn Quốc luôn á. Dạ hả? Như kiểu mấy bạn. Nói chung cũng thấy dễ thương. Mấy nhóm Hàn Quốc mà đi quảng bá. Trời ơi. Tặng con dù bông nè, con bông dễ thương. Cũng dễ thương ha. Đẹp. Nhưng mà 10/10 mãi đỉnh. Thôi, không có tụi tôi hả? Anh làm mấy cái chuyện này sao? Ai Tết Quang Trung, nghe tôi nói, nghe tôi giải thích đã. Tôi buồn quá. Fan cuồng ngồi bên đây mà mấy anh không nhìn qua vậy thật. Chứ thật. Ôi tuyệt vời quá. Ôi, lúc đấy các anh có khán giả luôn, anh có khán giả là được rồi đúng không? Ôi, chúng tôi như là fan cuồng của mấy anh. Hồi nãy em kìm cảm xúc lại, em thôi thật sự muốn khóc thật khóc sự. Khóc đi. Ỏa, kìm làm gì? Kìm lại. Kìm làm gì, khóc đi. Ok rồi. Đứng ở dưới mà còn mệt, mọi người diễn cũng thề luôn á. Thề ông Nguyên đang nhảy ơi. Đang nhảy ơi. Cùng luôn á. Được rồi. Còn bà anh em hay quá. Nhóm được rồi, nhóm mình được rồi. Lớn 8 người mà còn có 2 mạng. Ủa đâu hết rồi? Ủa hậu ý ai? Đi ngủ rồi, ông Duy đi ngủ rồi. Thôi được rồi.
Thôi được rồi anh ơi, hai đứa em hội ý cho. Hai đứa em hội ý được rồi. Ờ hội ý chung nhóm này đi. Concept giống nhau mà. Bây giờ mọi người thấy tụi tôi nên làm cái gì? Bây giờ giọng hai anh em mình là gom vô. Em thấy á, hai anh á giờ hiếm hòm hòm thôi là xong rồi. Hả? Hòm hòm là được hả? Đúng rồi. Ờ để anh vô anh sương sương. Tại vì bây giờ tự nhiên cái chưa gì team anh cũng bây giờ không còn ai, cũng đi về rồi. Không sao, anh sẽ sương sương vô anh mang máng chút xíu là được. Anh cũng cũng ha. Cũng cũng ha. Tương đối đồ thôi. Anh thì chỉ biết gãy hát không được, nhảy không xong. Nãy giờ thấy tụi anh cũng làm quá đó, mà cũng không thứ hạng, mà cũng không có như mình ao ước. Cho nên thôi giờ thôi im. Cũng nhục gì chứ. Anh không biết giờ bàn là bàn cái gì. Đổi chiến thuật đúng không anh? Bây giờ anh nói thế mẹ thấy thương thương. Không, anh vẫn giữ chủ thật gáy mà. Vẫn gáy anh. Chứ bây giờ lỡ thua rồi. Vòng 1 tụi anh cũng gáy quá mà hạng bé. Anh nghĩ lần này gáy nó khác, ông nó cũng vậy nha. Các bé mèo đáng yêu, cute, xinh đẹp. Có thể cho em dặm mồ hôi được không ạ? Còn nữa nè, chưa tặng mọi người hết nữa. Nhiều quá. Anh còn thú nè, tặng mọi người nè. Từ từ, à, em đưa xuống dưới mấy bạn giùm anh đi. Em đưa tặng cho mấy bạn giùm anh, phụ với đó tặng cho em. Tặng cho em một con luôn nè. Đó, đây còn nữa nè. Một cái nữa nè. Năng lượng tốt lắm. Lần hai bung hết nha. Lần hai bung hết đi. Lần một là ok, là lần hai bung mạnh nữa là được. Tại vì lần hai là lần còn nhiều phút bung hết, bung mà xỉu sân khấu luôn được. Ngon, nhảy đều lắm, nhảy rất đẹp, đẹp lắm, đều đẹp. Kỹ năng tốt. Có khăn giấy không? Cho anh biết khăn giấy cho Ngân. Mà mình đi cái con người tiếp quả, tiếp nước, cho. Tiếp giấy rồi xuống cái trời ha. Cảm ơn anh. Trời ơi, ngồi xuống chậm mồ hôi cho. Bởi cuộc đời tôi á. Ngồi xuống. Bà vợ tôi ra thì có một cái người rất là tinh tế chăm sóc tôi nữa, đó chính là anh Sái. Trời ơi, sao mà không yêu cho được. Bởi vậy ráng lấy điểm về cho tụi tôi coi. À, thì ra là vậy. Ráng lấy à, điểm về anh, coi. Đây là anh không gia trưởng mà anh vẫn lo được cho em á thôi. Lấy điểm về, đi thẳng vòng trong coi. Dạ. Lấy điểm về, đi thẳng vòng trong cái coi. Tất cả gia đình phụ thuộc vào các em. Okay. Cố lên. Ra coi đi, đi qua coi đi. Bài Hà Quang này trình diễn hay lắm á. Cái tay này đang ướt rồi, xích qua xíu. Mèo được. Em gỡ cái áo ra, đổi áo anh đi, nó khô. Ngồi mưa lắm, anh mặc ướt lắm. Thì anh coi còn không được. Dạ. Là cái tay ướt đó, lá hồi ẩm vết thương á. Mà nó bị ngấm vào á? Ngấm vào vết thương, hiểu không? Anh ướt không? Áo anh ướt không? Áo không, áo bình thường. Đổi phát không? Đổi đi, anh mặc không? Rồi, từ. Đấy. Đầu đấy. Đây, tím đây à? Tím hơn tí. Đây, mặt tím hơn tí. Không thấy được đâu, X-quang mới thấy được. Đau hả? Nhức anh ạ. Em khó chịu không đua, em khó chịu thì lấy một cái áo thun mặc ở trong trước rồi xong mới mặc cái này vô cho nó em, cho nó đỡ cái đỡ khó chịu. Em không mang áo thun, em mang cái áo bò áo sơ mi đi vừa nãy để cởi ra cho dễ. Thì mặc thêm một cái đó được không? Dạ. Mặc thêm nhưng một cái đó. Em không có cái áo thun, còn cái áo bò kia nó to quá. Hồi nãy anh thấy em quơ anh cũng sợ nha. Mà em muốn bung một phát cuối cùng anh em, không tiếc lắm. Cố phát. Thôi ngày mai đi, cứ phải đi chụp một cái luôn. Mai okay. Em đi chụp cho chắc. Giờ anh nghĩ sáng chưa khó dậy sớm chụp một cái. Sáng em đi chụp cái đi cho chắc. Vâng. Hoặc là ngày mốt, đấy nếu ngày mai mà không dậy được thì ngày mốt chụp. Mai chụp đi chụp có tiếng thì xong. Em đâu có trong bên nào đâu hả? Win to the Lê đấy. Win to the Lê. Lonely. Ai to the Zack. Ai to the Zack nè. Anh to the Two. Anh to the Two nè. Anh to the Rider. Dương Dominic và Pháp Kiều. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Pháp Kiều cảm ơn mọi người rất nhiều. Lúc nào không có Pháp vần á. Pháp Kiều hát nhiều hả? Yêu anh sao sang nhớ thiên hà. Drama hit drama. Xong rồi tôi khỏe rồi. Bung lụa đi mấy chị em. Đây nè còn căng nè. Còn căng nè. Gì đâu mà, ủa lát có đó bò thiệt không? Dạ có. Để tôi coi. Xem dũng sĩ chi bò đó. Ok. Kêu nha. Xuất sắc. Kêu cảm ơn mọi người nhiều. Kêu nha. Không khóc, dân chơi sao phải khóc. Dân chơi sao phải khóc nha. Quá ok rồi. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn chị Nhi. Cảm ơn mọi người nha. Cảm ơn tất cả anh chị. Cảm ơn Hoàng Sơ. Yeah. Cảm ơn Hoàng đã Sơ. Đồng hành cùng anh em trong bài hát này. Cảm ơn Hoàng Sơ, cảm ơn anh Việt. Cảm ơn anh em.
tất cả producer của Just Party. Yeah. Cảm ơn tôi nữa. Cảm ơn anh em trong team. Đặc biệt là cảm ơn đội trưởng của bọn em là Negip. Nega. Ê không, Negip nha. Rất là tự hào về anh em, thật sự đứng ở dưới đây là nước mắt lưng tròng rồi nhưng mà không khóc được. Tại vì cái vai mình không phán vậy. Anh em làm rất là tốt và đưa cảm xúc lên rất là cao. Nói ra kìa, cảm ơn em rất là nhiều. Anh phát biểu ạ. Các em làm cho anh quá tự hào đi, khiến cho anh cảm thấy là sự can ngăn của anh ở vòng 1 không còn là hối hận nữa rồi. Ok. Phát biểu song ngữ à? Phát biểu. Hùng dày mang là thầm con nì. Không biết mắt hả? Xong rồi đó. Xong rồi. Thôi được rồi, ok rồi. Thank you mọi người, cảm ơn mọi người ạ. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Xíu nữa gặp lại. Yeah, đội lễ tân nào. Bye bye anh em. Bye bye. Cố lên. Cố lên nhá. Lấm. Enjoy là lấm. Tôi ra trước đây, lát tôi ra sau. Bye anh. Bye anh yêu. Ok. Chơi nha. Ok em. Break a leg. 2 giờ sáng rồi, cố lên nha. Tôi muốn coi mấy chị em đấu bò như thế nào. Đấu lên. Sơ xem nhá. Đấu bò tốt nha. Lấy lại năng lượng nha. Về hút được mấy con mèo rồi chưa? Ok. Bò đấu mèo. Chơi được anh. Lên được anh. Anh. Yeah. Hơi đi kêu. Cố lên nha mọi người. Bye bye anh em. Đi hết đi. Đúng rồi, lên đi. Cố lên em. Ủa? Gia đình chờ em. Anh Nicky diễn bài đấy luôn mà. Anh đi luôn đi. Bài em á. Y chang màu luôn á. Dữ không? Dữ không? Khóc vì em nữa. Rồi khóc luôn hả? Ừ. Nè anh thấy mắt đỏ. Trời ơi, tội nghiệp quá à. Hay không? Đứng dưới nó trời ơi. Hát nữa. Cảm ơn nha. Nhưng mà hai vòng vừa rồi là em chưa vào được cái bài em ưng ý đúng không? Hai bài thì em thấy hai bài đấy đều là hai bài giai điệu hay. Nhưng mà đúng là em thích nhảy hơn nhưng mà em vẫn hai ballad cũng được. Nhưng mà kiểu Eric là muốn nhảy, muốn quậy đúng không? Yeah, em cũng chưa được. Thì vòng sau, anh nghĩ hy vọng vòng sau nó sẽ có một cái bài để đả cái nư của em hơn. Anh cũng nghĩ là cái nư lượng của em nó chưa có được bung hết. Hay quá anh ơi. Này khác hẳn hoàn toàn hình tượng luôn anh ạ. Khác hẳn luôn này. Chiến thôi, nhảy không đẹp nhưng mà cứ đoạn của anh hát dạ màn đấy. Dạ màn đấy, bất ngờ đấy. Hai đi, chết rồi. Đấy ngon mà. Được qua đây. Hay quá sức tưởng tượng đó. Bài anh hay, bài em bất ngờ phết. Không, nó là như thế thôi. Xưa giờ nó là như thế thôi, đừng bất ngờ nhiều. Nó phải xảy ra. Anh bất ngờ với em thôi. Hay thật. Ok, em vào trước nha. Vào đi. Ok. Hào quang hay đấy. Căng thẳng quá. I like it. Ông bài bé này sáng ghê. Bài hay. Thank you anh, em cảm ơn anh. Trộm làm bế. Làm lại nghe không tin luôn á. Trộm vía. Giỏi quá à. Giỏi không? Giỏi quá. Hát hay quá hay lại đi hát đi rap nữa. Giọng dày thật sự. Dễ hả? Đúng rồi. Em hát như một diva. Xem chung nổi hai con này được vậy? Ủa thật mà. Nhưng mà meo. Hiếu ơi. Hiếu, sao em chung đội được với hai con mỏ hổ vậy? Không hề. Đâu, nhiều khi hổn nhanh thôi. Đúng rồi. Tôi thấy bao giờ luôn. Đó, chung tình số rồi đó. Anh phải là anh nghĩ anh làm sao thì tôi mới hỗn với anh. Vậy. Gỡ được mà. Buộc vậy. Hồi nãy tôi quăng mười mấy con xuống rồi. Trong cái túi à? Trong cái con ba lô hả? Không, nãy nguyên một cái bao luôn. Ghê vậy. Quăng mười mấy con xuống luôn. Ủa? Thôi em cứ hỗn đi, em nói vậy anh không quen. Em nói vậy anh không quen. Ủa nhưng mà anh bị sượng em. Rồi cuối cùng là anh bao nhiêu rồi? Là ba mấy. Anh 45 tuổi rồi. 90 bộ. À thật, em là 93. Anh 45 tuổi rồi. 31 32 đó. Là 31. Ê, 31 kỳ hay gì 31 kỳ giao diện rất kỳ. Không nghĩ luôn á nhở. Anh 45 tuổi rồi mà mấy đứa này. Người ta đang tính tâm sự luôn á. Tiếng mỏ hổn lên nè. Nói với Quyền á tâm sự á là nghĩa là em muốn là sau cái chương trình này tất cả các anh em. Nhưng mà không phải cái gì em muốn cũng được. Cuộc không đời ý là em đang nói là tất cả anh em đều có thể dùng liên hệ nhau. Anh em hỗ trợ trong sản phẩm fit cùng nhau thế. Xong show là hết thân rồi em. Đừng có... Em nói kiểu vậy đó. Kiểu mà muốn anh em sau show có một cái sự connection hơn. Giống như là anh em ở ngoài bình thường trước
cái thi cái có cái show này á thì biết nhau, mình gặp nhau mình biết nhau, quen biết có tiếp xúc luôn, nhưng mà mình giống như là mình chưa biết là nhiều khi là cái người này vô cái bài của mình nó hợp hay không, cái khả năng người này kia, giống như cái này là một cái demo trước để cho tất cả chúng ta đều biết được khả năng của nhau luôn. Ờ thì Jin muốn gì, anh em muốn gì không? Không, không muốn. Tại vì á, khi mình chung một vòng á, vòng sau cũng đâu có gặp lại đâu. Đã đám, đã đám, thương em quá. Anh vòng sau đàn ông lên nha. Vòng sau đàn ông lên giùm tao nha. Ê, feedback này, feedback này nên nhận á. Em là quá tuyệt vời trong mắt anh thật sự. Hôm nay anh birthday boy cho nên là muốn nói gì anh nói. Cho nên vì sao người ta không có phỏng vấn tụi anh nữa, là tại vì reaction là đủ rồi. Đủ để thấy là cái sự gọi là điên khùng fan cuồng của tụi anh dành cho cái bài Hello. Nhìn là biết rồi. Như fan cuồng, thật sự. Đứng lên ghế nhảy luôn mà, thiếu điều ghế xém bật ngửa phía sau luôn. Vậy hả? Ừ. Thề luôn á. Free luôn đấy, anh em không phải mất đồng nào luôn anh Di. Thật luôn. Không, nhưng mà nó có chất liệu để tụi anh làm được chuyện đó. Tại cái bài nó phải đủ dễ thương, đủ sáng thì tụi anh mới raise được. Chứ còn thật ra là bài không đủ tụi anh làm nó sẽ bị lố. Nó không có matching cái năng lượng không? Chậm vía là anh em sân khấu rất sung. Hay quá. Thật sự. Ca sĩ Pháp Kiều nhá mọi người ạ. Tự hào quá. Quá ngạc nhiên về em. Tuyệt vời luôn. Anh đã nghe từ gọi là những cái trước ngày hôm nay rồi. Thế à? Mà anh không nghĩ sân khấu lại hay như vậy. Ơi, giỏi quá. Giỏi quá. Thở phào luôn mà. Anh em ơi, tuyệt vời em yêu anh. Hay quá, Dương đeo mic rồi. Dương đeo mic à? Tiếp tục được đeo mic rồi. Trời ơi. Không hai ba lượt luôn á. Mới chó bạn. Hay quá, anh đổi giá gà mới lần bạn streaming tốt. Hay quá Rider ơi. Hay quá. Thank you anh. Này dễ stream lắm. Dạ. Này viết lại hay á. Ok bất ngờ, không anh? Bất ngờ. Khá hoàn luôn. Anh bất ngờ hoàn toàn thật sự. Cháy hay. Team em là em còn bất ngờ mà. Nghe cảm xúc. Thì cuối video xúc động nha. Rider viết lại hết luôn rồi một lần nữa. Cũng có gì đấy đúng không? Nhìn cục mịch vậy mà lên cũng đâu đâu. Quá tuyệt vời. Hay quá. Như là sao, như là sao. Các bác vừa chưa kịp chúc mừng. Cháy quá anh Quỳnh ơi. Ok. Anh đánh đá. Đánh đá. Căng hết cỡ rồi. Nói chung học cú luôn hết. Anh em xong ai cũng gáy to. Qua một vòng gọi là cùng team với Ali mà đi. Đúng rồi. Không lấy không được. Trời đất ơi. Trời đất ơi. Quá là quanh tráng lại. Chân cậu quá. Trong bằng anh. Đây. Trời đất ơi. Rồi hình kìa. Đấy, 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 ngồi đấy mà có chỗ để hoa. Đúng. Chỉ như một cái máy mày nuốt hai ông anh mày. Khó đâu. Cứ nói thế thôi. Nuốt là nuốt. Không nuốt, em sao nuốt nổi hai anh này. Mắt thì đeo len này, đầu thì bò tốt này. Đầu thì đội sưng. Ừ. Đấy, giá mà nuốt nổi. Nhảy đấu với nhau. Thôi. Anh em với nhau đấu đâu cái gì. Hóa ra là Zero Mix cũng là một trong những người nhảy rất là điên rồi anh. Không, Dương nhảy căng lắm. Không. Dương tay em thấy từ vòng 1 thì nó viết với cả nó hát để chính. Hóa ra là điên mà đâu. Tại vì hai bài nó đang chưa được thôi. Giấu bên túi nào đấy. Giấu túi sau anh ạ. Rap nha, chưa rap. Ôi. Zero Mix là ghê đấy. Không ngó đâu. Không ngó đâu. Sinh ra làm âm nhạc ấy. Idol chứ. Idol luôn. Idol. Lính ra là em theo âm nhạc từ năm lớp 6 đến giờ luôn. Bây giờ là 11 giờ chưa anh? 12 giờ. 12 giờ. Em chơi guitar cũng gần chục năm rồi. Không, Dương mình có tính nghệ sĩ mà. Cái hôm ở lúc anh em nhậu về đêm mà nhìn nó tính nghệ sĩ cao. Hay quá anh ạ. Chưa được xem hết. May quá tuyệt vời. Ơ, em tưởng anh ở dưới xem. Không, ý là chưa xem cái lúc duyệt đấy. Hôm nay là hoàn toàn mới luôn á. À. Dạ. Tại vì nhảy hai lần, mà hai lần mỗi lần là phải 200 năng lượng. Thích rồi đúng không? Khoái rồi. Khoái rồi. Này thì hào quang à. Đoạn đấu bò cho xin mấy anh em lên làm con bò mà anh Tuấn Thành không nghe thấy. Không, nói chung đội anh em này cũng ra gì đấy. Ra gì? Ra gì đấy. Jimmy này tóc đẹp quá hả? Rất nhiều kiểu luôn. Tấm nào tóc cũng đẹp luôn. Nhìn mặt nó đúng trùng luôn hả? Mỗi người có một cái số ha. Hay nó nhìn nó kiểu nét kiểu để tóc nào cũng được ấy nhỉ. Ví dụ như Hùng, Quang Hùng là nhìn cái là ra Thái. Đúng không? Anh Công Dương nhìn cái là Thái. Anh Công Dương nhìn cũng Thái. Nhìn này ra cái là ra Trung này. Nhìn kia Âu Mỹ kìa.
đang nói là mỗi người sẽ có một cái ví ấy. À. Kiểu nhìn em mấy cái tấm này khác thì ngôi sao Trung Quốc đâu. Này là tấm hình em chụp profile Trung Quốc mà. À thế nào? Anh. À, công nhận là chơi chương trình này xong mình thấy mình trẻ ra luôn á. À, anh là thấy trẻ ra đúng không? Ờ, trẻ luôn mà. Không thấy hợp lý mà. Mà ông mà công nhận mấy anh có cái cách nào mà mấy anh em rất nể anh. Mấy anh trong đội anh rất nể anh luôn. Gì hả? Thiệt. Nó nể mà giống như là nó coi một người anh á, rất là hay. Ờ dạ dạ. Anh chỉ có một cái kim chỉ nam đội trưởng là đi phục vụ mọi người. Ừ. Rất là tốt. Feedback toàn tốt không à. Cảm giác ghê lắm. Cảm giác nó giống như là cụ này cái kiểu không? Là anh dừng sinh, nè. Đại ca cái kiểu. Cảm giác ghê. Dạ. Anh thấy sao chứ anh không có đặt nặng là đi như nào, nhưng mà anh thấy vô chương trình này anh có được mấy đứa em. Dạ. Ờ anh thích lắm. Ừ, hợp lý. Vô vui. Chọn miếng đi. Nếu anh cần nó có một cái sao, cao sao vàng. Cái gì vậy? Cao sao vàng. Đấy, cái này là dán hả? Không, cái này là anh mở xong anh cũng hít được luôn. Có dán được không? Không dán được. Phải sao bát đâu đúng không? Không phải sao bát đâu. Hít sao hít cho. Cái này nó hơi bị nhỏ so với những thứ anh thực dùng đúng không? Vì nó toàn cầm cái hũ to đùng ấy. Cái này là giống như dầu mà đúng không? Kiểu đấy. Này ngoài Bắc mọi người hay dùng. Rồi. Ngày xưa anh hùng nhở? Cao. Anh em ngoài Bắc ngày xưa hay dùng cao sao vàng ấy. Ông bà mình ấy. Anh ở Huế. Ừ nhở. Ừ. Thì người ta chuyển quay qua hỏi cái Hùng. Quên mất đấy. Như đúng rồi luôn. Ở Huế người ta không dùng á? Không. Ủa? Thật á? Nhờ. Anh em mình ngoài Bắc là... Đâu. Cái đấy. Anh cao sao vàng. Anh nghĩ anh phải biết chứ. Phải có không? Chứ. Cái này... Cái này không biết á. Biết không? Cái này để làm gì? Cái kiểu anh ốm. Thế thì thôi, thế đúng rồi. Không thật rồi. Không biết rồi. Anh em mình biết rồi anh nhở? Không, cái sao vàng này là anh nghĩ là cả miền Trung cũng phải biết mà em lại không biết. Dán hả anh? Nó là dán hả? Nó phải dán, nó là cái cao anh nhìn nó kiểu nó hơi nhấp nhớp ấy mà. Thế kiểu hả? Anh quệt vào xong rồi đây, anh cho xíu. Mũi anh hít. Nghĩa là cái này là... không biết rồi, cái này không biết thật. Mở này. Cái này là kiểu ai mà bị lạnh bụng hoặc là cảm ấy là xoa vào bụng. À. Xoa bụng nhiều này, vai gáy các thứ này. À, em ấm lắm. Kiểu người nào ở Huế cũng có luôn đấy. Cơ bản ngoài Bắc nó đến mùa đông ấy. Ừ. Cần này không? Đúng rồi. Rất hay cần, anh hay xài cái này hồi bé. À. Đúng rồi, hồi bé rồi nhỉ anh nhỉ. Đến tầm cấp cho em thử cấp 2 là không. Nó mát không anh? Quẹt đi không bình thường. Nó ấm ấm ấy. Cứ ấy đi, cứ quẹt vào đi, không nặng đô là quẹt nó bay mấy cấp rồi. Không sợ. Sao không bay được? Thấy sao? Mát ạ. Ấm mát đúng không? Ừ, mát đúng không? Ấm mát đúng không? Ừ, ấm mát đúng rồi. Nhưng mà đúng là tỉnh thật. Tỉnh thật. Có tỉnh đấy. Có tỉnh. Phần thấu qua窗 đàn lại hoa đa phương xương Quỳ quỳ đa quang Xem giải cao siêu ở cái hoa chú hoang hoang Yê chứ Công thủ thang lấy thái mang Thảo gái tình xa lại
nổ trên sân khấu là thế. Ở nơi hậu trường, những anh trai vốn lạnh lùng cũng phải lén lau nước mắt khi đối diện với khoảnh khắc chào tạm biệt 6 anh trai tài năng. Hiện nay đội nào đang thiếu thành viên ạ? Những đội mà hiện nay chưa có thành viên trở về thì tôi nghĩ là các bạn dĩ nhiên cũng sẽ lo lắng hơn những cái đội bình thường. Cho nên là tôi rất là hiểu tâm lý lúc này. Chúng ta sẽ gặp gỡ thành viên đầu tiên. Xin mời. Vô đây là được chọn hay là tất cả những người đều vô luôn ta? Gặp gỡ thôi, chưa biết là họ đi hay ở đấy. Anh chỉ đi vào thôi. Ủa vậy hả? Còn 4 cái job nữa cô đi. Sao cho mình chứng kiến cảnh công bố luôn vậy? Kiki sẽ không tiếp tục đồng hành với chúng ta. Ủa? Cái gì? Really? Gì? Really? Son. No way. God. Sorry man. Hey. Sorry man. Quá giỏi. Good job rồi. Ok. Trong phút giây này chắc là mời Nicky sẽ chia sẻ cảm xúc của em với hành trình của anh trai sẽ Em sợ nhất. Em không hiểu là lúc nãy em vẫn đang bận khóc ở ngoài kia. Sao mọi người gọi em vào đầu tiên, em không hiểu là tại sao cho em vội như vậy. Em còn rất là nhiều thứ chưa kịp làm trong chặng đường từ hồi xưa làm nhóm của em đến bây giờ. Nhưng mà em được vào đây với Hút, với team Catch Me và team Hào Quang và tất cả các anh em ở đây, em mới làm thêm một lần nữa. You're the best dancer to me, bro. You're the best dancer to me. Chưa kịp làm những cái idea mà mình muốn làm với những anh trai ở đây, có lẽ là không biết bao giờ có cơ hội nữa. Nhưng mà thôi, mọi chuyện nó sẽ xảy ra đúng với quy trình của nó. Hút, mình làm được. Catch Me, quá tuyệt vời. Hào Quang, quá đỉnh. Sorry mọi người vì những cái chưa làm tốt, nhưng mà mọi người làm quá đỉnh. Anh mong là sẽ được gặp lại mọi người. Cảm ơn Nicky với tất cả những sự cống hiến của bạn với hành trình của anh trai Say Hi. Bạn đã là một thí sinh rất là tốt. Nicky của chúng ta rất là chu đáo với anh em, là một người rất là chủ động để phân chia công việc và tìm cho những thành viên còn lại những vị trí rất tốt. Xin cảm ơn Nicky đã thật sự tỏa sáng trong anh trai Say Hi. Chúc cho bạn một hành trình mới ở những con đường phía trước.
Xin cảm ơn Nicky. Cái mắt này để che bớt. Yeah, em cảm ơn tất cả mọi người. Thank you. Cảm ơn anh Thành. Xin mời. Trong hai anh trai này, ai sẽ chia tay với chúng ta đây ạ? Rất tiếc là cả hai sẽ không cùng đồng hành với chúng ta. Oh my. Cảm ơn hành trình của con Dương và cả đồ chú Quý. Nhưng mà được những một bạn đỉnh hết drama từ đây tới cuối show chưa chắc không phải là đúng không? Mọi người phải chiến đấu tốt nha, mọi người ở lại chiến đấu thật tốt. Dạ. Rất là cảm ơn mọi người rất nhiều. Tốt. Tự hào vậy anh nha. Nó nhìn gặp em đó. Chúng ta chia sẻ với nhau một chút nhé. Không được gì đâu. Lại chơi tốt nhá. Sao vậy? Chắc kỳ vậy. Ok, xin mời Đỗ Phú Quý. Mời em chia sẻ cảm xúc của em với hành trình của anh trai gặp nha. Dạ. Bản thân em đến với anh trai C2 đã là một cái rất là bất ngờ và to lớn đối với bản thân em. Và em cảm thấy mình rất là hạnh phúc khi mà trải qua một chặng hành trình vừa rồi, em được học hỏi, được cống hiến, được làm việc, cộng tác với những con người vô cùng giỏi. Từ các anh chị trong ekip cho đến với tất cả những anh chị em nghệ sĩ là đồng nghiệp cũng như là những anh tiền bối của mình. Và đây là những cái cơ hội mà trong cuộc đời của em nó rất là quý báu. Và em sẽ không bao giờ em quên được. Em chỉ biết nói lời cảm ơn và biết ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Chúng ta đã cố gắng và dành hết những cái điều tốt nhất và nhiệt huyết nhất của mình dành cho tất cả các khán giả. Và em mong là khi mà tất cả mọi người tiếp tục cái chặng hành trình với anh trai C2 sẽ mọi người sẽ luôn giữ vững cái lửa, cái nhiệt huyết để mà mình có thể gửi đến những cái tiết mục bùng nổ nhất. Dạ. Cảm ơn Đỗ Phú Quý. Cảm ơn hành trình của em cùng với anh trai C2. Em đã rất xuất sắc. Dạ, em cảm ơn mọi người nhiều. Mời Công Dương. Lời đầu tiên thì em nghĩ là em muốn gửi lời cảm ơn đến chương trình Anh Trai C2 và cảm ơn đến tất cả các anh em. Có cơ hội được làm việc với tất cả anh em Dương nghĩ là một cái cơ hội rất là quý báu và Dương trân trọng tất cả cái điều đó. Mọi người đều rất là giỏi và Dương sẽ theo dõi hành trình của tất cả các anh em từ xa. Và nếu có cơ hội và chương trình cho phép thì Dương cũng sẽ lên set và ủng hộ các anh em. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin cảm ơn Công Dương. Cảm ơn chặng đường của bạn. Cũng vợ tôi cũng hết mình. 19-20 luôn có em nha. Cảm ơn Công Dương. Bạn đại học. Bạn đại học. Không có. Khoan, tin gì? Hả? Tin sao? Con heo của ai đó? Không phải tin buồn đâu. Chưa biết mà anh. Atus anh Tú sẽ có thể tiếp tục cuộc đồng hành với chúng ta hay không? Hay không. Anh Tú sẽ dừng lại ở Live Stage 2. What? Để đi tiếp Live Stage tiếp theo. Yes. Con chuyện đẹp. Anh ơi, đau tim quá à.
Cho học quá. Mà tôi sợ nó đi gặp được mọi người đứng trong đó đau tim. Thật sự rất đau tim. Biết hết rồi. Biết hết rồi. Đi từ từ vào. Đi từ từ. Và tiếp theo sẽ là một thành viên của tiết mục. Thi sĩ. Chúng ta sẽ cùng đi tiếp với Tage hay không ạ? Câu trả lời là không. Tage sẽ dừng lại ở Live Stage 2. Still you, bro. Alright. See you. See you. See you. See ya. See you. See you. See you, man. See you. Cảm ơn anh Hằng. See you. Bye. Thank you, bro. See you. Bye. Nè, lục bia nhá. Alright. Thank you. Love you, man. I love you. I love you. Yêu. Sự là yêu. Ok. Ok. Mời Tash hãy chia sẻ cảm xúc của mình với hành trình của anh trai C2. Mời em. Hành trình lần này đối với em là một hành trình thú vị. Em chưa có từng có trải nghiệm ở như vậy bao giờ. Và khi bước vào đây em làm những điều mà em chưa từng nghĩ là mình sẽ làm, chưa từng nghĩ là mình sẽ đối mặt, gặp những người mình chưa từng nghĩ mình sẽ gặp. Và sau cùng thì cảm giác, những cái cảm giác stress bởi những trải nghiệm đó là thứ mà có lẽ là em sẽ nhớ nhất. Những mối quan hệ với những người ở đây, những anh em ở đây, có lẽ là những điều mà em sẽ nhớ nhất sau cái quá trình này. Mặc dù là không dài, nó vẫn là một cái gì đó rất là in sâu. Anh tin chắc là sau chương trình này thì Chess đã có thêm rất nhiều người anh em đúng không ạ? Hiểu chưa? Dạ. Cảm ơn em rất nhiều đã có những hành trình rất là tuyệt vời. Cảm ơn anh Chess. Em cảm ơn anh. Em biết em đã làm rất tốt. Dạ. Cảm ơn mọi người. Thank you, Chess. Và tiếp theo cũng là một thành viên tưởng bỡ đây. Tưởng bỡ trong tiết mục thi sĩ. Các bạn thân yêu, và Phạm Anh Duy sẽ không đi tiếp với chúng ta. Rồi, các em yêu, các em yêu. Thôi. Thôi, em lấy được cái ít vàng của anh rồi. Keep in touch. Tôi anh nói chuyện với nhau lần đầu thì ra ngoài phải gặp nhau. Ok, sure. Chắc chắn nhá. Chưa phải kết thúc rồi. Anh biết rồi. Rồi tao hầm đoán được. Mong là thấy tính giật. Chưa kịp mới nói chuyện với Hiếu xong, chưa kịp làm gì. Thank you for that. Anh nghĩ là không cơ hội nào là cuối cùng của ai cả.
chúng ta vẫn luôn phải tốt nhất có thể trong trạng thái của mình, để rất nhiều cơ hội trong cuộc đời sẽ ghé ngang, và những lúc nó ghé ngang mình sẽ không bỏ lỡ nó. Hãy yên tâm, anh Duy sẽ gặp chúng ta ở một nơi mà anh Duy sẽ có một phiên bản tốt đẹp hơn nữa, chắc chắn là như vậy. Được rồi. Và anh Duy, anh mời em chia sẻ cảm xúc của mình với anh trai C2. Em thì khi mà nhận được cuộc gọi đầu tiên của anh trai C2 là lúc mà em vào được Sài Gòn khoảng em quyết định vào Sài Gòn khoảng được gần một tuần. Em được khán giả biết đến từ năm 2015 trong một chương trình truyền hình về giọng hát. Thì em cũng hoạt động âm nhạc cũng 9 năm rồi, cũng có rất nhiều người biết đến mình và cũng có nhiều người không biết đến mình. Thì em thấy là làm nghệ thuật cũng rất là khó khăn đối với một người không có nhiều khả năng về giao tiếp như em. Bởi vì em cũng khá là nội tâm, cũng như là không có nhiều cái sự quen biết mọi người xung quanh. Nhưng mà em vẫn cố gắng, em vẫn cố gắng cho đến cùng. Bởi vì em nghĩ rằng là em chỉ biết hát thôi. Có lẽ đấy là cái mà em ghi nhận, là có lẽ là em chỉ biết hát thôi. Và khi đến với anh trai C2 thì em thấy đúng, em luôn coi đây là một cái cơ hội rất là lớn đối với mình. Thế nên là khi mà đến với đây, em chỉ coi là em sẽ đến mang tiếng hát của mình để cống hiến những tiết mục hay nhất. Như anh Thành cũng vừa chia sẻ đó, có nghĩa là trước đây anh Thành cũng đã nghe em hát rồi, thì anh Thành thấy là em cũng chỉ lên như này thôi. Nhưng bây giờ khi mà anh Thành nghe thì anh Thành đã thấy là em cũng đã vượt cái ngưỡng mà trước đấy anh Thành biết. Thì đấy là một cái mà em thấy là mình đã rất là cố gắng tại anh trai C2. Thì bây giờ dừng lại thì em cũng chỉ muốn chúc cho tất cả mọi người hết mình cố gắng trở thành phiên bản tốt nhất của mình. Và thành công sau khi ra khỏi chương trình sẽ thật là thành công nha. Trấn Thành cũng có theo dõi Phạm Ảnh Duy và Thành biết là bạn này là một cái bạn sống rất là tình cảm, rất là chân thành với mọi người. Và điều đặc biệt là bạn hát rất hay. Tôi nghe nhiều bài bạn hát, và khi bạn lên diễn live, bạn hát rất truyền cảm. Đến với anh trai C2 mình cũng bất ngờ là tại vì bình thường cái anh này anh rất là ít nói và anh hát ballad thôi. Hôm nay mình muốn coi anh nhảy rồi anh sẽ hòa đồng với mọi người như thế nào. Mà rõ ràng là em làm tốt hơn anh nghĩ. Vâng. Như hồi nãy anh có nói em lại hát tốt hơn em ngày trước. Dạ vâng. Và tất cả mọi thứ nó đều đang tốt dần lên. Và tất cả như anh nói, hãy tốt nhất có thể. Cơ hội sẽ ghé ngang rất nhiều lần. Đây chỉ là một trong những chuyến xe em phải đi qua thôi, đúng không? Chắc chắn sẽ có lúc khán giả sẽ biết đến một Phạm Anh Duy hát rất là hay, đặc biệt là sau anh trai C2 này. Cảm ơn Phạm Anh Duy với hành trình của em. Đây là một người em tôi rất là yêu quý, rất là tài năng, hát rất là hay, gu âm nhạc cũng rất là tốt, ở ngoài đời cũng rất là hiền luôn. Cuộc thi luôn là số phận nha quý vị. Chúng ta sẽ có những lúc mà chúng ta không nghĩ những điều nó xảy ra, nó sẽ xảy ra, nhưng cuộc thi là số phận, chúng ta sẽ đối diện với nó. Eric sẽ đi tiếp hay dừng lại? Eric của chúng ta ở vòng livestream 2 có số phận giống như những thành viên vừa rồi. Dạ. What? Giống như gì? Là đi tiếp đúng không? Eric giống những thành viên vừa rồi. Giống những thành viên vừa. Thật đó. Thành viên vừa rồi hả? Những thành viên vừa rồi. Vừa rồi. Trong tiết mục đó. Eric giống Đức Phúc, Eric sẽ đi tiếp. Ôi. No. Ôi. Heart attack đi đâu mất rồi cuối rồi. Tốt rồi nha. Nhưng mà nếu mà tính theo số người ấy thì là không có người đi tiếp á. Còn ai nhỉ? Còn được mấy người đi tiếp nhỉ? Còn mấy người đi tiếp? Thiếu 4 người không? Thiếu 4 người. 2 người đi tiếp thì sẽ đang có một người anh Tú này.
còn mấy người được đi tiếp thôi. Eric rồi. Không, xử lý rồi ạ. Xử lý rồi. Sẽ đi tiếp. Ôi. Anh ngon. Ôi. Xin mời hai thành viên cuối cùng ạ. Hello. Hello. Konnichiwa. Có hết cuộc thi này không phải là hết nữa nha. Bây giờ thì ao của tôi đây rồi. Có ôm. Bây giờ thì ao của tôi đây rồi. Sao? Còn 2 người tôi đúng không? Sao? Anh đồ hòa bây giờ thành ra sao? Qua đây, hai bạn qua đây. Và chúng ta sẽ chia tay với Phạm Đình Thanh Ngân. Thôi, để em nói. Đừng có khóc. Đừng có khóc, đừng có ôm. Đâu, đây rồi. Mời Thái Ngân chia sẻ cảm xúc của em với hành trình. Em nghĩ là em sẽ làm thơ. Chiều hạt mưa không hạt nào rơi nhầm chỗ. 30 anh trai không có anh nào là không ối dồi ôi. Cảm ơn chương trình đã dòng đời đã xô đẩy cho em qua gặp mọi người. Em không muốn khóc là tại vì để cho mọi người nhớ nụ cười này. Nếu như mà có thương thì cố gắng giúp thằng em vậy đó. Thưa quý vị, Thái Ngân là một ca sĩ hát rất là hay. Và anh tin rằng là chúng ta sẽ gặp lại Thái Ngân ở những chặng đường tiếp theo trong sự nghiệp của bạn. Và cảm ơn Thái Ngân đã cống hiến cho anh trai C2. Cảm ơn em. Cái gì? Trời ơi. Cho đá vào. Quá hay không? Bị gió luôn. Quá hay không? For real. Mấy cây. Mấy cây. Xin lỗi. Vì em đã chửi anh thật là nhiều. Đi ra đi. Mất ước quá đi. Đi ra đi. Làm tốt nha anh em. Cố lên nha. Dạ. King boy. Làm tốt nha em, cái yêu. Cố lên nha. Dạ. Thương em gạ lắm. Cảm ơn chị. Mất ước quá đi. Cố lên, cố lên. Anh có đem là bài mình cho không? Team Hood vào 6 người rồi. Vẫn là vị trí thứ 2, lập lại lịch sử. Đi ra đi. Anh yêu. Tốt, tốt, anh em mình còn được làm việc chung. Siêu tốt. Dạ. Nhiều cái điên lắm. Xin lỗi. Có phải là chấm dứt đâu. Có phải là cuộc đời kết thúc tại đây đâu. Cuộc chị sống em mình chưa được nhảy cùng nhau. Chưa kịp nữa. Cuộc sống nhảy. Mà Anh thì anh khóc chi vậy. Đâu có. May mà em cũng gọi là chuẩn bị trước tinh thần. Cô lên nhà. Cô lên nhà. Thường nít kỳ quá. Quẩy lên, quẩy lên. Ở lại anh em thi tốt nha. Quẩy lên, quẩy lên. Tốt, 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 tốt. Quẩy lên nha. Siêu tốt. Một chữ nhóm, nít kỳ. Quẩy lên. Đấy. Quẩy lên. Cuộc sống nói chuyện sau. Quẩy lên đi lúc phải nói tạm biệt nơi đây. Tiếc nuối bao ngày thơ của một thời. Oh yeah. Ngày mới rơi lớp xa lạ không quen thuộc. Ôi trời. Làm quen mới thấy vui. Ngày tháng trôi qua không kịp đếm. Qua đi bao nhiêu vui buồn nào ai hay. Một thời hôn nhiên mơ mộng nhớ.
sâu trong trái tim mình. Ta thân cây trên sân trường vương, trên quanh phương còn vương nơi này. Ta biết từng lớp học quân giận chia tay rồi. Cho ta thêm yêu nơi này một chút thôi. Để tôi nhớ mai xa rồi sẽ nhớ nhau. Thật như tạm biệt, ta đi với nhau khi tan trường. Tạm biệt rồi tạm biệt, mãi là người bạn thân nhé. Tạm biệt, tạm biệt, xa xôi là người thôi. Tạm biệt rồi tạm biệt, tạm biệt nhé, nơi này bao.